vì cái câu chuyện này là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể. Rồi hôm nay là trên sóng em kể luôn. Em yên tâm đi, anh em không có mặt ở đây em biết đâu. Biết mà không biết mà cả nước biết à. Nếu mà đâu đó ông ngoài Phú Yên anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi. Nói vô đây đi, nói vô máy. Là em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng thôi em không đi nữa. Kêu hơi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Tên tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thành Trung. Em đến từ thành phố Tây Ninh. Hôm nay em 26 tuổi ạ. Em làm việc ở Vinhome Central Park. Nghề nghiệp của em là quản lý thể thao. Thế còn em? Em tên là Thủy Tiên. Em đến từ Phú Yên nhưng mà làm việc ở Sài Gòn. Hiện em đang làm công việc thư ký công trình. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em gặp nhau là cách đây 6 năm. Em quen anh của vợ em trước. Hai anh em là sống chung cái dãy phòng trọ với nhau. Xong là khoảng 1 năm sau là vợ em mới với Phú Yên vào đi học. Mới tình cờ là ở chung xóm trọ luôn. Mà lúc đầu em gặp là vợ em còn ốm hơn bây giờ nữa mà đen đen lắm. Nhưng đen có cái nét dễ thương. Lúc đó em nhìn liếc hoài à. Liếc hoài. Còn em nhìn ảnh, em có liếc ảnh không? Dạ, hồi đó là em mới vào Sài Gòn còn bỡ ngỡ lắm. Lúc đó nhiêu tuổi? 18 tuổi. Trời ơi, 18 tuổi. Tuổi đẹp lắm. Dạ, lúc đó thì em cũng chảnh lắm, không thèm nhìn lại anh này đâu, chảnh không lắm để ý luôn. Rồi thì bao lâu thì hai đứa mới hẹn hò nhau? Tại vì cái phòng của anh của vợ em lúc đó đó là phòng tới ba người con trai lận. Mà phòng em là có mình em ở với chị em thôi. Mà phòng em lại có gác lửng. Nên anh của vợ em á mới gửi vợ em ở chung với chị em ở trên gác á. Mà em ở dưới đất chứ không có gì hết nha. Cũng có hỏi gì đâu mà tự nhiên nó không có gì đâu. Đúng không nào? Đó. Dạ. Bây giờ có gì đâu sao ai biết được. Đúng rồi. Anh của em á là muốn né hai cái người kia. Gửi qua cái người này ai về dính người này. Người tính không bằng trời mà tính. Lúc đó trong xóm trọ em á là tới hai ba người đấy vợ em lận. Mà em là em may mắn hơn là em ở chung phòng, nhất cự ly nhì tốc độ mà được ưu tiên. Ưu tiên hơn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ở trong nhà đó, rồi mỗi lần mà leo lên lầu á rồi hai đứa có thường xuyên vai chạm nhau rồi nói không gặp nhau ở trong nhà thì gặp nhau thôi chứ làm gì cọ sát rồi cái gì gì không nói ánh mắt va chạm nhau, ánh mắt va chạm nhau. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là con gái không. Lúc đó thì em cũng thấy anh này hài hước dễ thương nên sau đó cũng có phát sinh tình cảm giữa hai đứa. Nhưng mà lúc đó thì anh em vì lý do là chơi chung với ông này là lâu rồi nên cũng hiểu tính nết ông này như thế nào. Hồi đó ảnh đào hoa lăng nhăng gái của tùm lum hết nên khi mà biết vậy á là anh ra sức ngăn cản không có cho em quen luôn. Cái lợi ghét ông này ra mặt. Trời ơi. Trời. Hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm. Cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn tới bây giờ luôn. Vậy đó hả? Dạ. Lúc đầu là thân hai anh em thân mà đi chơi hay là ảnh có thể anh biết được một hai người bạn gái hồi đó của em luôn. Rồi ảnh trong cái những cái cuộc nhậu vui ảnh còn kêu là sau này em gái tao vô tao làm mai cho. Còn nói vui vậy mà sau này vô chứ biết hai đứa thương nhau cái cấm cản luôn. Sau khi mà tách ra ở ngoài ở riêng thì hai đứa lại đi chơi nhiều hơn nữa. Rồi anh sao nó phát hiện nữa. Sau này là ảnh phát hiện hình trên Facebook. Rồi sao nữa? Kêu vợ em về ở chung với ảnh với vợ anh để anh quản lý cho nó chặt hơn. Nhưng mà là chung cái xóm trọ gần nhà em luôn. Gần cái phòng của em luôn. Dạ cũng gần phòng đó luôn. Lúc đó anh ở đầu phòng em ở cuối phòng. Ở lại thì sao nói nghe coi. Lúc đó là cứ lén lút nhắn tin qua lại vậy thôi chứ đi chơi thì hạn chế lắm rồi tại ảnh quản lý luôn rồi. Lâu lâu xin đi chơi thì ảnh mới cho chứ không là ở nhà học bài không à. Nói nghe nè, có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng là ảnh đột nhập qua em không? Thôi anh kể luôn đi. Là có đúng không? Có đúng không? Có câu chuyện gì là tại vì cái câu chuyện này á là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể mà rồi. Hôm nay là trên sóng em kể luôn. Em yên tâm đi, anh em không có mặt ở đây, bí mật, em không có biết đâu. Bí mật không biết đâu, giữa cả nước biết à. Nếu mà đâu đó ở ngoài Phú Yên anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi. Em nói vô đây đi, em nói vô máy. Là cái lúc mà anh chị còn ở trên này á là anh chị ban ngày thì đi làm. Cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà, em cũng ở nhà. Phòng trọ lúc đó nóng lắm, em mới đi toilet. Trong phòng em thì nó bị chị em đi mất tiêu. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet. Vô đi toilet thì em cởi áo ra, xong rồi chứ chạy về hồi đã quên cái áo không có nhớ luôn. Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Dạ không, chị đánh không đánh mà la. Rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận. Vợ em kêu mới nhắn tin cho em, sao anh để quên cái áo bên này. Lúc đó là trong xóm trọ
có một cái người bạn mà thân với em lắm. Người bạn này thì cũng ổn định xíu. Đó, em mới nhờ Luân ơi, mày qua mày nhận giùm tao đi. Bằng mọi giá mày phải nhận giùm tao. Là cái cậu này nè, cậu mới chạy qua mới nói với anh của bé Tiên, anh với vợ em á, là cái áo này là của anh đó. Của em. Rồi bị la một trận, la một trận giùm em luôn, bị la. Vậy đó. Vậy phải cảm ơn cái bạn chủ nhiệm đó. Nhưng mà rồi cái lần đó xong có giục cái áo đó luôn không? Em vứt luôn, không dám mặc cái áo nữa. Tiêu luôn chứ. Mặc lòi ra. Tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng 6 năm. Cưới nhau mới khoảng 6 tháng à. Son quá. Nhưng mà em làm cách nào để mà em chinh phục anh vợ của em? Em chưa chinh phục được mà anh chưa chinh phục ba mẹ vợ em. Vậy là câu chuyện này mới xảy ra thôi chứ đúng không? Vậy là từ trước tới giờ là em và anh vợ của em vẫn chưa có thể nào thân thiện như đó, như lúc trước nữa. Đâu đó thì em với anh vẫn còn nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà hồi đó là hai anh em nó có cái gì đó thân gì lắm. Đi đá bóng chung hay là đi chơi chung luôn. Nhưng mà bây giờ nó... Sức mẻ một chút thôi phải không? Chút xíu thôi. Ừ, vậy thôi nhân dịp này đi. Nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với người bạn của mình hay không? Đồng thời bây giờ là người anh vợ của mình. Dạ, em muốn nói với anh vợ em là em sẽ về Phú Yên. Và em sẽ muốn là anh em mình nó sẽ thân lại như ngày xưa. Có những cái trận mà đi đá bóng chung hay là đi chơi chung như ngày xưa vậy. Tính ơi, nếu mà Tính mà có bỏ qua thì chắc có lẽ là em phải cảm ơn chị Hồng Vân. Bởi vì chị Vân đã gợi ý một cái điều quá là thiết thực và quá là ý nghĩa. Phải không nào? Đầu tiên. Thực ra thân nhau rồi á thì... Chị nghĩ vậy nè, đã thân nhau rồi thì bây giờ cái chuyện nối lại cái tình thân đó nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Tại vì thực ra thì trong cái thời gian mà tụi em lén lút lâu quá đó, thay vì á bớt lén lút lại, nói từ mí mí cho ảnh á, nhiều khi ảnh không tự ái, lén tới 5 năm lận em trời mới lòi ra. Ông chứ cũng hơi bị hụt hẫng do khoảng cách á, khoảng 5 năm ảnh về đó anh sống rồi chứ hai anh em cũng ít nói chuyện. Thì đó, bởi vậy thay vì đáng nghĩa người ta phải nhắn tin thường xuyên Nó nghe nè, hai đứa cưới nhau về là 6 tháng còn quá son rồi. Mày chắc hai đứa đâu có tính xấu gì lòi ra đúng không? Cũng có. Dạ có. Dạ, anh có. Trời sao phần này chưa khí thế liền. Sao đến cái phần này nó vỗ tay cái nào. Em á nha, lúc em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa. Kêu hơi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Tò mò quá, gì bị hỏi luôn đi. Chị mệt pin quá. Hai đứa mày nhiêu tuổi rồi? Em 26, vợ em 24. 26, em là 24. Anh cứ thắc mắc hoài cái chuyện đêm tân hôn. Nó có gì đặc biệt đối với hai đứa không hay là nó bình thường? Đêm tân hôn đặc biệt lắm. Tại đám cưới em có hiểu câu hỏi của anh không? Đặc biệt hay là bình thường? Đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Đặc biệt. Nghĩa là ý anh Thuận hỏi tụi em á là tụi em có tân hôn trước chưa hay là bữa đám cưới rồi mới có tân hôn? Đó, ý ảnh là vậy đó. Thấy chưa, người ta chưa có hiểu mà. Nó để chồng nói đi, Tiên Thuận nói mắc cỡ lắm. Không có được, xin hoài mà không có được. Là đêm trước tân hôn hay là trước đó? Trước đó, trước đó. Là giữ gìn luôn hả? Vợ em không có cho. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn hả? Trời ơi, Tiên hay quá, Tiên hay quá. Trời ơi. Rồi, như vậy, cái đêm tân hôn xin cho không? Cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Thế vậy? Dạ, tại vì trúng cái ngày em bị đèn đỏ. Thì đêm đó là em đi chơi bạn bè luôn, còn anh này thì theo gia đình về Bình Định đi chơi, chứ hai đứa không ở chung với nhau đêm đó luôn. Dù là đó mình cưới ngoài Phú Yên á, là người ta có cho một cái khách sạn để hai vợ chồng ở luôn. Rồi ba mẹ cũng hỏi ủa sao cưới sao không ở chung với vợ, mà vợ kêu thôi anh đi theo ba mẹ đi, hôm nay em bị bệnh rồi. Là không có ở trong cái phòng nguyên hương luôn, không ngủ luôn. Em kêu trời, 6 năm rồi cũng không được rồi thì thôi giờ anh cũng đi luôn hả? Là bị chọc, bị người nhà ba mẹ hay là dòng họ chọc quá trời cưới mà không có động phòng. Xong rồi đứa nào đi đường đứa nấy đó. Rồi tuần sau mới được á. Thôi nhầm nhò gì, 6 năm còn chờ được đúng không, chứ 6 ngày đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, sao mà em giữ gìn được hay quá vậy? Tại vì em cũng chưa xác định là hai đứa tới được con đường hạnh phúc như vậy. Tại vì lúc đó ba mẹ rồi, anh chị cũng ngăn cản. Thì em nghĩ chắc là quen không được lâu đâu. Nên anh cũng nhiều lần xin nhưng mà em không cho. Kiên quyết không cho? Dạ. Nói chung cũng có xin là gì. Cũng hiền lành á, chứ gặp đứa không cho nhiều khi nó cướp. Đúng không? Nhưng mà hiền, cái mặt mày thánh thiện nè. Tại vì em cũng biết là vợ em quen hai nơi sao á, lỡ mà không có đến được thì cũng tội cho vợ. Thôi vậy là tốt rồi. Nhưng mà bữa ở Tây Ninh được rồi là mỹ mãn không? Mãn nguyện không? Rồi đó, mãn nguyện là vui rồi. Mãn nguyện là vui rồi. Bây giờ cưới nhau về là bây giờ là chấp nhận những cái tật xấu của nhau đúng không? Càng mãn nguyện hơn nữa. Hồi nãy là mới khui cái chuyện là đá banh. Dạ. Là bây giờ thì còn cái gì nữa không? Nóng tính. Còn cái mặt gì mà nóng nữa hả? Vợ em mà đi làm về hay là bị cái gì trên công trường mà làm về trễ hay là nhiều việc hay là
bị cái gì đó, y như kiểu mà giận cá chém thớt cái đó. Về mà em mà chỉ cần hỏi nhiều quá, quạo quá em luôn. Rồi, bây giờ tới em. Dạ, anh ấy có bị bệnh hôi chân. Hôi chân? Dạ, đúng rồi, hôi chân lắm anh ơi. Tại vì cái tính chất công việc của anh là mang giày thể thao á, cả ngày nên tối về á, mấy bữa nay trời lạnh nữa, lại làm biếng tắm, làm biếng rửa chân, thế là lăn vô giường ngủ luôn, em chịu không nổi. Cái hộ chế là lấy hai tấm mắm cho ông kẹp vô cái chân ổng đi, hết hồi chân thành hôi mắm. Lúc trước thì em còn dặn là đi làm về lại phải bước vô phòng tắm, rửa chân ngay cho em rồi mới được lên giường. Còn không là hai đứa không nên được ngủ chung đâu. Nhưng mà có rửa thường xuyên không? Dạ cũng có, lúc trước cũng rửa, nhưng mà sau này thì trời lạnh thì anh lại làm biếng. Mấy bữa nay trời lạnh làm biếng. Còn cái tật gì nữa không? Dạ có, ảnh hay thả bơm. Thả bơm suốt luôn. Đi chơi với bạn của ảnh là thôi, ảnh coi như thú vui và thả liên tục. Vui, làm vui. Bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi, ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được? Em chỉ biết xấu hổ. Rồi, em không biết nói gì hết luôn. Bơm em gài sẵn trong bụng em sao mà muốn thả lúc nào thả được đâu. Mỗi lần đi xe trên đường anh, thở mà ảnh nhúc nhích cái mông một cái là em biết. Đúng rồi, vậy là biết. Dạ, đúng rồi. Vậy là hệ tiêu hóa tốt ha. Tốt. Nhưng mà nhiều lúc bực mình lắm chị. Ví dụ như ảnh đang ngủ mà em còn thức, vẫn thả được luôn. Cái thả mà thả trong giấc ngủ luôn á. Nhưng mà mình không nợ đánh anh vậy. Đâu biết đâu. Em rồi. Đó là cái cơ địa của mình đâu có biết được. Gọi là cái đó là tật bẩm sinh rồi thôi, mình không có, không có xét được tật xấu rồi. Xấu là chỉ có cái vụ này trong bê bối. Dạ. Phải ngâm. Đó. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi, vợ em mua em cho tới 5 đôi vớ lận, mỗi ngày là một đôi. Thôi quá là em vứt luôn, không dặn ra nổi đâu chị. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ chỉ có bớt thải bơm đi. Sao bớt được? Bớt nó chết á. Gặp em vậy em bớt được không? Lẽ lấy keo hai mặt dán lại. Nhiều khi là ảnh cố tình đó anh. Ảnh cố tình chọc cho em tức luôn. Đối với anh đó là niềm vui mà. Cứ vui hả? Mà hỏi thiệt nè, nãy giờ ngồi đây có thả bơm miếng nào không? Chưa. Giả cười quá đó. Không có biết đâu. Cái đồn đó là cho ăn rau nhiều để đỡ thả đó. Rồi em nghe. Về thử đổi rau cho ăn coi. Còn gì nữa không? Siêng năng tắm rửa, rửa chân nhiều vô. Rồi còn em thì sao? Đừng có nóng tính. Từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều phải xuống nước mà để hàn gắn hay là năn nỉ vợ. Nhưng mà muốn là vợ phải lắng nghe, đỡ như mình có gây lộn với nhau hay là cái gì đó, hai vợ chồng phải ngồi lại mà nói chuyện. Em nhiều lúc em ngồi em nói chuyện với vợ em thì vợ em lại nóng lên, vợ em bớt nóng lại là ok. 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 Quá đẹp rồi. Không, chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè. Tại vì hai đứa lấy nhau còn mới có 6 tháng trời thôi đúng không? Dạ. Đây đang là cái giai đoạn á, tụi em mình dung không, hai cái viên đá nó là thô á, nó cọ sát với nhau thì có những chỗ nó chưa khớp, hiểu không? Thì bây giờ mỗi người á phải cố gắng từ từ á, mình thích ứng, mình tìm cách để mà những cái cạnh nó khớp lại. Em hiểu chị không? Thì mỗi người phải tự vận động để mà mình tìm cái cách nào á để mà vợ chồng nó khớp lại, gọi là tối đa nhất. Đó, thì sau khi tụi em làm được cái việc đó rồi á, thì tụi em có đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm, đủ cái tình cảm để có thể đón chào thành viên mới là đứa con của mình. Tại vì sau khi đứa con sinh ra đó thì còn nhiều những cái chuyện nó kinh khủng hơn nữa. Bởi vì sao? Nó lại thêm một cái viên đá nữa, góc cạnh nữa. Thì bây giờ hai vợ chồng lại phải tìm cách để mà làm sao để cái viên đá nhỏ đó nó khớp lại thành một khối. Thì ăn thua là mình tìm được cái điểm khớp lại với nhau. Đó thì chị nghĩ là tụi em cố gắng trước khi có thành viên mới thì tự khớp với nhau trước đi nha. Để đón chờ. Chứ anh Bin là hay lắm ạ. Nhà bốn người rồi mà khớp rợp luôn á. Gia đình này hạnh phúc lắm á. Ông bố này là tuyệt vời luôn đó. Cảm ơn em Vâng. Xin cảm ơn hai em. Chào hai em. Giới thiệu về mình đi nào, tên gì? Dạ em tên là Đoàn Sơn Hải, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Còn em? Em tên là Bích Trân, em 31 tuổi, làm kinh doanh tự do. Hải bao nhiêu tuổi? Dạ hôm nay em, năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi. Em là 31, lớn nhỏ nhau 5 tuổi. Chị gặp em như thế nào? Lúc đầu em gặp chồng em á, và cái ấn tượng em thấy em biết chắc là nhỏ hơn em rồi. Đó thì em mới giống như là lại mình nhờ. Em với chồng em làm chung một công ty, nhưng mà em làm trước 3 ngày. Thì sau đó chồng em mới vô. Mà lúc đó kêu sao? Kêu em. Rồi còn em thì em lúc mà mới vào công ty á, thì cũng rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà mình đàn ông mà khi mình đi vào là mình cũng đảo mắt, mình nhìn quanh hết rồi. Thì mình là thấy là cái chị này là biết là lớn tuổi của mình rồi, nhưng mà mình thấy là đẹp nè, hấp dẫn nè. Mình đã để ý ngay từ cái lần đầu mình. Sau đó hai chị em trong giai đoạn quen nhau thì cũng chia sẻ tâm sự là liên quan công việc. Thì khoảng 3 tháng thì vợ em mới nhắn tin cho em: nếu một ngày mà chị đi xa thì em có buồn hay không? Lúc đó em đã thấy rất là buồn anh. Lúc nào hai chị em cũng tâm sự với nhau nên em mới nhắn như vậy, chứ em không có ý nghĩ là thích nhau hay là gì cả, chưa có tình cảm gì hết. Lúc đó là vẫn xưng hô là chị và em. Đúng rồi anh. Khi em nhận được cái lời nhắn
như là một cái gì đó nó gửi gắm chuẩn bị cho một cuộc ra đi của người chị của mình, của chị tôi đó. Thì như thế nào? Thì lúc này em cứ nghĩ là kỳ người ta tự nhắn mình giống như là muốn em thấy giống như muốn thử mình hay sao á. Em mới nói là chị có chuyện gì ra ngoài nói chứ đừng nhắn tin như vậy. Thì đến cái buổi mà ra ngoài chia sẻ tâm sự với nhau thì em mới quyết định là em muốn quen, làm quen với chị. Em thấy là đây là một cái người mà thật sự là một nửa của mình và em xin chị là cho em ôm một cái luôn. Tụi em lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, 6 tháng. 6 tháng mà yêu nhau được mấy năm? Một năm rưỡi biết hai và năm. Quen nhau là được cưới luôn là năm rưỡi. Dạ. Năm rưỡi lấy được 6 tháng nữa rồi. Dạ. Coi như được, coi như 2 năm đi. Dạ. Thì lúc đó là em mới có 24 à? Bạn này 24. Thì lúc đó là bạn là 29 vậy là bạn đã yêu nhiều chưa? Lúc đó là bạn có người lúc yêu trước chưa? Thì em quen bạn trai cũng 10 năm. 10 năm. Dạ. Khi mà em gặp em này thì chia tay rồi. Có nghĩa là bạn này là để ý em trước. Dạ. Muốn tấn công trước. Dạ. Và đến lúc nào thì em cảm động với cái tình cảm của thì bạn này? Thì cái lúc mà muốn ôm, chồng em chủ động xin là muốn ôm. Thì em là chủ động luôn, em nói là ôm đi. Chị em ôm nhau tâm sự thôi chứ không vấn đề gì hết. Chứ sau khi về á thì em cảm thấy giống như là nó ấm áp á. Em nhớ lại cái cảm giác đó và bắt đầu cũng có cảm tình với người này. Trong cái khoảng thời gian mà quen nhau á thì sợ bị lộ ra, tại vì chị này hơn tuổi mình. Mình cũng muốn giấu cái chuyện đó, mình nói là bạn bè là bằng tuổi. Có nghĩa là tụi em sợ cái áp lực của dư luận cho nên tụi em trong vòng bí mật hả? Dạ. Đánh du kích bao nhiêu lâu? Gần năm á. Gần năm luôn hả? Rồi đến khi mà gia đình hai bên biết được thì cái phản ứng của ba mẹ em sao? Thì mẹ em thì nói với em là không cho đi chơi, tại vì cái người nó nhỏ tuổi hơn. Rồi sau này cưới nhau có con cái thì mày già hơn nữa, cho nên là cấm không cho đi chơi. Còn bên em? Gia đình cũng giới thiệu cô này cô kia. Mẹ cũng giận rất là nhiều luôn. Mẹ nói mày quen nó rồi sau này nó lớn tuổi hơn mày, rồi nó già rồi mày bỏ nó thì tội cho nó thôi. Rồi con cái sinh ra thì nó cũng không tốt nữa. Đó, rồi con em cũng là con trai một của gia đình. Nè, cháu Đức Tôn đấy. Rồi làm cách nào để hai bạn vượt qua? Đối với phía em thì em cứ suốt ngày em thuyết phục mẹ. Em nói mẹ ơi, đây là một cái người con gái mà con cảm thấy là có cái sự mà đảm đang giống như mẹ em. Thì rốt cuộc là ba mẹ em thì cũng ngã ngũ. Tức là em đã thuyết phục được bên em. Dạ. Chứ còn em? Còn em thì chưa thuyết phục được. Nhưng mà em mới đề nghị với lại chồng em là thôi chia tay đi. Thì chồng em mới nói là em xem tiêu cực quá vậy. Đó, không thuyết phục em. Thì em thấy được cái sự chân thành. Cái em mới nói là quyết tâm luôn, phải thuyết phục bằng được mẹ này. Rồi mẹ đồng ý chưa? Thì mẹ em cũng đồng ý. Rồi sau đám cưới về thì em có vỡ mộng một điều gì về cô chị vợ này không? Dạ có, rất là bất ngờ luôn. Tại vì lúc mà quen trong cái giai đoạn yêu nhau á, vợ em là cái nhất là rất là đảm đang, giống như em nói, giống như hình tượng của mẹ em vậy đó. Nhưng mà khi mà về nhà thì vợ tâm sự, vợ nói thẳng luôn nha, nói là vợ không có thích nấu ăn và không thích rửa chén. Vợ chỉ muốn lo tập trung vào công việc để kiếm tiền thôi. Thì lúc đó em hơi bị sốc. Tại trước đây là cái hình tượng của mình là mình muốn kiếm một cái người vợ về để mình lo. Vợ chỉ lo cho mình về cái việc nhà rồi công việc trong gia đình. Cho nó tốt như mẹ của mình là mình cảm thấy hài lòng lắm rồi. Nhưng mà sau đó không ngờ thì nó lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Còn cái gì nữa không em? Cái hai nữa là vợ em thì nói chung là trước đó thì rất là hòa thuận trong công việc, làm công việc chung mà. Lấy nhau về thì làm công việc thì đôi khi là có những cái bất đồng ý kiến với nhau, dẫn tới tranh cãi với nhau rất là nhiều. Tới thời điểm này là vẫn làm chung nhau. Dạ. Và mỗi lần tranh cãi như vậy thì là có sự thắng thua của hai người không? Thôi chồng em cũng nằm thắng. Tại em nhịn như chồng em nhiều hơn. Chồng em hay cãi lắm. Cãi giành phần thắng cho bằng được đó chị. Không có nhường vợ đâu, chứ bao giờ nhường em một điều gì hết. Nhỏ mà sao bây giờ bây giờ đúng với tụi thắng thắng mà. Còn em? Trời ơi, em sốc hơn đó. Sốc hơn nữa hả? Rất là vô tâm. Lúc trước lãng mạn nhiều, giờ nó hoàn toàn khác nhau. Trẻ con nó thích coi phim hoạt hình, coi đến nỗi mà vợ làm gì cũng không biết luôn chị. Giống như vợ có ngủ thì cũng không biết, vợ có đi đâu cũng không biết, rồi tập trung vô. Mê phim hơn mê vợ phim. Vô phim tâm lắm chị. Phim hoạt hình hả cơ? Có khi hả một tuần là không gọi về ba mẹ một lần nữa. Giữa em với bên gia đình chồng là có thuận thảo không? Chung là em thì với mẹ thì không hiểu nhau, mẹ chồng. Thì thật sự là do em không khéo léo, mà nhiều công việc quá nên em lo cho chồng em chưa khéo. Nên là mẹ hay la, em thì chỉ để trong lòng thôi, chỉ nói với chồng thôi. Còn mẹ thì thấy em rất là lơ đễnh thì lại nói với chồng, không nói với em. Thật ra hai mẹ con không hiểu nhau. Nhưng mà là hai mẹ con đâu ở chung nhà đúng không? Dạ, nhưng mà mẹ em thì lúc nào cũng biết. Mẹ em ở dưới Thủ Đức thì mẹ hay về nhà trên quận nhất để đi lấy thuốc rồi đi công việc này nọ thì cũng có đi lên. Thì cũng ghé về nhà thăm thì thấy là đồ đạc trong nhà rồi những cái thứ lo cho em chưa được tốt. Như là trước đây mẹ em rất là kỹ. Trước đây mẹ lo khác, bây giờ vợ lo không bằng như mẹ lo đúng không? Rồi là mẹ góp ý, đúng không? Góp ý hay là la? Em thì thấy là la, nhưng mẹ nói sao không mang cái đồ đó cho nó để nó vậy.
giống như đi Đà Lạt cũng vậy, không đem theo áo lạnh, thì lạnh với mẹ la mà em có nói, nhưng mà nhất định không, em nói là anh đi taxi không, không có lạnh. Em có nói điều đó với mẹ không? Thì em sao em dám nói. Bởi vậy em cứ giữ trong lòng nên đâm ra không hiểu nhau. Ồ vậy hả? Sao em không nói? Thì thật sự em cũng sợ. Em cũng thông qua chương trình này em cũng muốn nói với mẹ em: mẹ ơi, con có nhiều công việc quá, không có lo lắng được chu đáo giống như mẹ để lo cho chồng. Thì có nhiều cái con cũng quên, nên là con mong mẹ cảm thông, bỏ qua cho con. Con sẽ cố gắng để mà vừa xếp công việc và vừa lo cho chồng được tốt hơn. Mẹ đừng có buồn phiền về con nữa. Dạ, con rất là yêu thương chồng và yêu thương mẹ. Em có muốn nói gì với mẹ em không? Dạ, em cũng có vài dòng tâm sự với mẹ em. Thì mẹ ơi, thì con cũng cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra. Con và vợ con thì đều có một cái chung là rất là hiếu thảo, rất là muốn tốt với ba mẹ của mình và muốn ba mẹ sống với tụi con rất là lâu. Có thể là vợ con thì chưa có làm hài lòng mẹ, nhưng mà con cũng cố gắng để mà hòa đồng, để hai người có thể là vui vẻ với nhau. Và mẹ tin rằng tụi con sẽ sống hạnh phúc với nhau. Chị muốn hỏi một chút, mẹ có em bé chưa cưng? Dạ chưa. Em có dự định là bao lâu thì em có em bé không? Em đang áp lực về sinh con. Tại vì chồng em cháu đứa tôn mà. Tức là bây giờ áp lực là vì mẹ chồng muốn con trai trước hả? Dạ. Chung sự không phải là bắt buộc là mình sinh con trai, mà là mong muốn. Em biết cái sự mong muốn đó. Em có biết là khi mà mình muốn có con mà bị trong bản thân mình có áp lực thì nó lại rất khó hay không? Dạ. Bây giờ cái cuộc sống của em hiện giờ như thế nào? Em có hài lòng không? Em có muốn nó thay đổi không? Hay là nó phải thay đổi như thế nào để cái cuộc sống hai vợ chồng nó sẽ hạnh phúc hơn nữa? Em mong muốn là chồng em có trách nhiệm hơn, để giảm bớt căng thẳng cho em. Quan trọng nhất là phải có sự khéo léo để làm cầu nối cho em với mẹ chồng. Em rất là mong muốn gì nó để em thoải mái mà sinh con tốt hơn. Nhưng mà giờ em gặp mẹ là em không nói chuyện được hay sao? Không, em vẫn nói chuyện mẹ bình thường. Nhưng mà vẫn chưa có gọi là thân thiện nhau lắm, vẫn có khoảng cách lắm. Tức là muốn chồng làm cái cầu nối. Dạ. Em thấy cái việc đó khó không? Dạ, vì cái chuyện này là từ lúc mà đám cưới về là em cũng đã cố gắng làm cái việc này rất là nhiều rồi. Nhưng mà có lẽ là em còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái việc này, nên là em cũng cần rất là sự tư vấn của rất là nhiều người. Thì cũng nhờ chương trình thì em cũng nãy em cũng đã gửi gắm cái lời nói của em tới với mẹ của em rồi. Nhưng mà em có hiểu là hiện giờ mẹ của em đang mong muốn nhất ở vợ mình và mình cái điều gì không? Là mẹ em thì mong muốn là vợ là em phải chăm sóc được cho em, là nói chung là phải được như mẹ em. Cái thứ hai nữa là cái công việc kinh doanh tại nhà hiện tại thì nó cũng chưa có ổn định lắm, thì mẹ là cũng muốn là vợ có một cái công việc nó ổn định hơn để mà có cái tài chính nó tốt hơn. Bây giờ vậy nè em, chị thấy ở vợ em á có quá nhiều áp lực. Áp lực đến cái độ mà cô ấy không biết bắt đầu từ đâu để gỡ những cái áp lực này. Chị nói ví dụ, cái mong muốn của mẹ là phải lo được cho chồng chu đáo giống như là mẹ đã lo cho chồng. Rồi lại một mong muốn nữa là em phải có công việc ổn định. Rồi thêm một áp lực nữa là phải có con. Thì ở đây á, ba cái việc này á cùng một lúc á không nổi. Ba đầu sáu tay cũng không nổi. Đó, chị nói thiệt. Em đã nói là vợ của em á bây giờ cứ lo công việc, bỏ qua những cái chăm sóc cho em. Thì ở đây á, cổ đang làm cái điều mong muốn của mẹ em là cái công việc làm sao để ổn định được. Đương nhiên một người làm sao mà ba đầu sáu tay mà làm được những việc đó, đúng không nè? Chăm sóc cho chồng thì không lo được cái sự nghiệp cho mình, cái công việc của mình. Rồi hai cái đó không có cách nào làm đến nơi đến chốn hết, thì sợ mẹ biết mẹ lại buồn, đúng không? Rồi tất cả những áp lực này nó dồn lại, có con không nổi. Với cái sức một người đàn bà, một người phụ nữ, cho dù là có lớn hơn em đi chăng nữa, không làm nổi điều đó. Cho nên ở đây á, chị cảm thấy rằng trong cuộc sống của tụi em, nếu tụi em muốn kéo dài nữa, muốn cuộc sống nó hạnh phúc nữa, trong cái em phải là người hỗ trợ vợ em kinh khủng lắm. Hãy quên đi là cái khoảng thời gian mình được mẹ dành cho mình những cái chăm sóc đó, em phải phụ cho vợ em một cái việc là em tự chăm sóc bản thân. 26 cũng là bắt đầu lớn rồi, không còn là con nít nữa đâu. Phụ vợ cái điều đó đi để làm chi? Để vợ em có thể làm được cái việc tạo dựng sự nghiệp cho vợ em, để chứng minh cho mẹ thấy rằng vợ em là một người vợ giỏi giang. Thôi bây giờ phụ từ bây giờ nhé. Yeah. Rồi, xin cảm ơn hai em. Dạ, yeah. Chào anh chị. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nguyễn Văn Hoàng. Em sinh 1986, 36 tuổi. Tưởng cọp. Tưởng cọp luôn. Dạ. Thực sự là em rất là trẻ luôn đó. Công việc gì? Dạ. Nhà đâu? Dạ, hiện tại em làm tài xế. Em nhà quận 4. Quận 4 hả? Hả? Dạ. Xin mời cô dâu xinh đẹp giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ, em là Nguyễn Thị Phương. Năm nay 31 tuổi. Công việc Phương là gì? Dạ, em đang làm sale bên tài chính.
Sale bên tài chính. Dạ. Hai em bây giờ kể cho anh với chị Vân nghe coi là lần đầu tiên rồi anh chàng tài xế này tiếp cận với cái cô làm tài chính này như thế nào, và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau như thế nào? Cái bạn này hồi xưa em mới chơi Facebook á, cái em lướt á, cái thấy bạn này á, ôi sao đẹp gái quá, cái mặt hiền quá, cái mình vô mình kết bạn làm quen, đó con lướt lâu lâu á, cái thấy được cái bạn đó mở quán, bạn đó mở quán cà phê, mình tưởng gần đây, mà ai ngờ dưới Bình Dương lận, hồi lỡ thích rồi. Phải xuống Bình Dương uống. Mình xuống dưới luôn. Đó xuống ngồi thì cổ có mở giống như kiểu hát với nhau đồ anh. Mà nước ngon lắm, làm nước ngon lắm. Bây giờ nè, lần đầu tiên gặp mẹ là mẹ đẹp hơn trong ở ngoài nữa, đẹp còn hơn. Bây giờ em lần đầu tiên em gặp con chả thì em thấy làm sao? Dạ em thấy đổi đi uống cà phê á, mà uống đổi cái món non kết á, lụp xụp y giống như là sát thủ vậy đó. Không, kiểu như là dân ăn cướp hay là ăn trộm đó, đó sát thủ đó. Dạ. Cứ thấy em mà đi xuống á, lúc đó em mà đi xuống á là cứ kéo cái mũ lại như thế này nè. Mà em không hiểu sao được, bảo khách gì kỳ á. Chắc nghĩa hay là em nghĩa đó. Sụp gì để mới nghĩa được chứ. Em còn nghĩ là nếu mà không phải khách thì là chắc ta đổi ra ngoài luôn. Nhưng mà lúc đó là em có biết là ảnh là bạn của em trên Facebook không? Dạ không. Dễ gì cho biết. Dạ biết lộn sao? Không biết. Rồi thời gian đó là một tuần vậy em xuống mấy ngày? Dạ em chỉ xuống thỉnh thoảng thôi, tại vì cũng xa chị. Xa mà. À, mà với lại cũng chưa biết nhau mà. Thành phố mới là từ đây mình xuống dưới cầu cả tiếng á em ạ. À. Hơn nữa hơn chị. Một tiếng, hơn tiếng mấy luôn đúng hơn không? Hơn chị. Dạ, đúng 2 tiếng à. Đi mà đi xe máy khoảng 2 tiếng. 40 cây á chị. 45 cây. Nhưng mà đã xuống dưới mà thấy đẹp nữa, mà pha nước ngon nữa, rồi hát là dàn karaoke hay nữa, chắc chắn là xuống hoài, xuống hoài luôn. Đúng rồi, xuống bao lâu làm quen luôn. Giống như có xin gom vậy anh nó dính. Cái xuống Nhưng mà chị hỏi chi tiết này nè, sau khi em lần đầu tiên em xuống em uống quán cà phê đó xong, đêm hôm đó em về á là Tương tư đương nhiên rồi đó. Nhưng mà trên Facebook á em có mí ra là anh đã chính xác luôn chị, đúng tâm lý luôn á. Đúng không? Làm thơ liền đó. Làm thơ luôn. Làm thơ tát ba vô đúng không? Mà không em không nghĩ mà tự nhiên đâu chữ ra làm hay ghê luôn. Em còn nhớ một vài câu trong cái bài thơ đó không? Trong máy điện thoại Facebook không? Lâu rồi. Mà nói về giống như một tạo một cảnh một cơn mưa đó. Có một cái người lữ khách đó đi xuống này kia, họ tình cảm lắm. Đó. Rồi em có được trả lời không? Lúc đó em không để hình mặt em. Rồi ngày sau em mới chụp hình, rồi mẹ mới thấy cái nón quen quá. Mới nhận ra. Thì xuống chơi bạn bình thường thôi. Lúc đó mẹ đang có bồ nữa. Ôi, bồ sao? Bồ sao? Đẹp trai lắm nha. Nếu mà anh chị mà biết Kim Thành Vũ á. Biết. Đẹp trai Kim Thành Vũ luôn á. Bạn Lưu Đức Hoa đó. Dạ. Mà đẹp trai mà con nhà giàu nữa. Con nhà giàu luôn á. Trời ơi. Ủa nhưng mà bao lâu thì em mới biết quen là cái tiểu sử của cổ là có bạn trai? Dạ. Sau này mới biết. Sau này biết không? Bây giờ theo dõi Facebook rồi mình cũng như người mình thích á anh. Mình hay vô á, mình mò mình coi á. Là thấy hình của bạn trai cổ luôn. Đẹp trai lắm, cao ráo như đẹp, như đẹp hơn Kim Thành Vũ luôn. Trời ơi. Rồi nhưng mà em có từ bỏ cái ý định đó không, hay là em vẫn quyết coi như là muốn chinh phục cổ cho bằng được? Em nghĩ lúc đó giống như là kiểu là cô gái này đẹp quá, thì có nghĩa là cổ chỉ xứng đáng với những người đàn ông mà kiểu giống như là thành đạt, hoặc là giống như là có cái tiêu chuẩn hiện đại trong cuộc sống á. Đúng rồi. Đầy đủ hiện đại trong cuộc sống, cho nên mình nghĩ là mình chỉ âm thầm bên cô này thôi. Nghĩa là mình làm bạn ti, mình tự ti đúng không? Mình chấp nhận là tình đơn phương. Tình đơn phương thôi, mình âm thầm thôi. Thế mình nghĩ là thôi kệ, mình sau lưng của đó. Mình vui vẻ rồi cũng được. Ví dụ như cô đó cần cái gì chia sẻ gì trong cuộc sống, tâm sự. Giống như chi kỷ vậy anh. Nói chung là ngoài mặt thì mình ủng hộ, nhưng mà sau đó là đêm đêm về mình cầu nguyện cho chỗ chia tay đúng không? Ở sau tâm lý luôn anh. Đúng không? Tâm lý luôn. Tâm lý quá hả? Ai ngờ giống như trời thương. Mà về có cầu nguyện là cho cổ chia tay không? Cầu nguyện chia tay luôn. Trời ơi. Cuối cùng chia tay thiệt luôn. Trùng khớp với bé luôn. Trùng khớp với bé luôn. Sao vậy? Sao mẹ chia tay với Kim Thành Vũ vậy? Dạ chắc do yêu xa. Dạ cái anh đó là ở nước ngoài đúng không? Dạ không. Đi làm. Nói chung là cũng hay đi xa nên không có quen được, tại vì em cũng lúc đó là anh cũng quen được mới có hơn gần một năm thôi. Nhưng mà xa quá, yêu xa quá cho nên thôi chia tay. Biết phải yêu xa không, hay là gặp đây á? Như là gặp đây giống như đúng gu hay sao? Đâu có. Kim Thành gì hết chứ Kim Thành Tinh chứ không phải Kim Thành Vũ. Kim Thành Vũ gặp Quách Phú Thành. Đó, Quách Phú Thành luôn. Giữ chưa? Khác liền.
nhiều khi là người ta lại không thích cái nét của Kim Thành Vũ mà lại thích nét Quách Phú Thành, nó gần gũi hơn. Đúng rồi. Kim Thành Vũ mặt hơi lạnh đúng không? Anh Thành anh nhảy đẹp mà anh dễ thương mà anh nhiệt tình lắm, nên là anh này đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà em chia tay là bao lâu thì em mới biết rằng là cái bạn này bạn chia tay? Dạ, bạn này á thì tâm lý bạn á mà hay có chuyện buồn hay tâm sự gì á là hay bộc lộ trên Facebook lắm. Cho nên em biết, em vô em an ủi, em gợi mở cô nói mình đọc nghe nghe cái mùi là biết rồi đúng không? À, cô kể mà lúc nghe. Đó là em có bồ chưa? Dạ, lúc đó thì tài xế nhiều bồ lắm á nghe. Không, với lại bạn này đẹp trai nữa, nhiều, chắc chắn em phải có bồ rồi. Mà nói chuyện có duyên nữa. Dạ. Yeah. Đang có bồ, hình như đang có bồ. Hình đang, như đang quen bé kia. 18 tuổi hay nhiều. Ừ. Ồ, 18 tuổi luôn hả anh Thành? Rồi bé đó nó có biết em ngày ngày xuống Bình Dương vậy gì cho biết được. Nhưng mà chắc sau chương trình là chắc biết. Ngày thời điểm đó luôn, 2016. Ngay cột mốc luôn. Nhưng mà em có bồ rồi mà em lại tia cái cô này nữa là sao em? Mắt cá nhiều tay. Ông Xúc khó nói quá. Đẹp quá đúng không? Mắt cá đẹp quá, quyến rũ quá anh. Làm như Thành xin gom luôn, dính hoài. Rồi sao nè? Sau đó là thấy được cổ viết những cái status mùi mẫn trên Facebook là gọi như là nghe có mùi là chia tay rồi, lúc đó là tấn công đúng không? Dạ. Rồi em giải quyết cái cô bạn gái không em dám anh ơi, không có dám. Theo kiểu giống như mình biết thân biết phận mình á anh. Giống như mình nghĩ á, mình trong tay mình còn hai bàn tay trắng nè. Cô này em nghĩ là cô đẹp. Với lại con nói toàn là mấy người mà Thành Đạt đeo đuổi không mà. Nhưng mà rồi sao em bây giờ em đến với trái tim mình của mình sao? Mình âm thầm thôi, mình âm thầm mình giống như là mình đi chơi với cổ mà cũng phải mấy năm á, khoảng 3 năm sau luôn mà. Nhưng mà rồi cô bạn gái em sao? Dạ, cô bạn gái em thì chắc cũng quen 1-2 năm sau chia tay. Đó, cái cũng không? đi chơi chung rồi cũng bước qua nhiều giai đoạn lắm rồi cũng rồi xong rồi cũng nhờ em xuống, em muốn cà phê vậy á, thời gian sau rồi cổ dẹp quán luôn. Em nhìn cái dĩa là sao? Cái dĩa đó. Trời, chắc nào muốn dĩa quá. Nghe nè, phải chia tay bạn trai. Dù buôn bán gì đừng có mời em, thì có mở hàng là chết luôn á. Trời ơi, chương trình bị luôn á. Chương trình nó như là khán giả coi tới đây chắc người ta bị tụt cảm xúc rồi. Tại vì thấy một người đàn ông như duyên dáng đẹp trai mà nặng muốn dĩa. Mà đâu chắc em được đúng không? Cái đó duyên số quá. Kệ em thôi chứ giờ sao? Rồi bởi vậy đúng rồi chị. Rồi giờ sao này, chia tay rồi dẹp quán nữa. À, lúc đó chắc buồn lắm đúng không? Buồn thì cổ cũng chuyển chỗ ở. Rồi tụi em cũng đi chơi chung. Tụi em cũng đi chơi chung. Đó, nhưng mà chị hỏi là lúc mà em chia tay với cái anh kia, lý do gì mà em lại tâm sự với bạn này? Tại em vì... có cái cảm tình đặc biệt gì với bạn này không? Dạ. Cái này là lúc chia tay anh đó, anh này anh người yêu cũ á, thì là có làm bạn với anh này rồi. Thì hai đứa cũng đi chơi. Mà không hiểu sao tự nhiên lại đi tâm sự với ông này nữa chứ. Cái gì cũng nói hết. Mà hồi đó gọi thằng chú cháu không mà, chứ không có gọi anh em. Chú cháu gài hàng liền. Kêu anh em á công gần gũi thì sao? Mình mới đánh đường vòng á anh. Tao xưng chú cháu không? Nghĩa là cha cháu ơi có chuyện gì cứ kể cho chú nghe. Đúng vậy, mấy bọc bạch hết. Cái mình anh em là nó gần gũi quá. Rồi sao nè? Dạ. Cái xong rồi thì chú dẫn đi chơi. Xong rồi tâm sự. Xong rồi cứ hỏi nói chung là về cái cuộc sống riêng tư này kia nọ đó. Thì em cũng thiệt thà kể cho chú nghe. Đúng rồi, chú nghe. Xong rồi chú tâm sự, chú an ủi. Cái không biết sao thương. Cháu thương chú luôn. Cháu thương chú. Có nghĩa là có nói này nè. À gì? Chú bây giờ mới cháu mới chia tay người yêu đó. Không biết là chú có thể thay người yêu cháu khỏa cái nỗi buồn này được không? Oh. cháu nói vậy luôn đó. Rồi quá chú trả lời sao? Chú gài hàng tôi thì sao? Cũng nói chú làm sao? Dạ. Vô mánh chú rồi. Tâm lý chú đã không chết luôn. Đã nhưng mà đâu có bộc lộ liền. Mình phải thăm dò, mình hỏi ủa cái đó là thương theo kiểu gì? Thương theo kiểu giống như là bạn bè hay kiểu gì? Thì cổ cũng không nói. Thì bẵng đâu một thời gian sau là cũng trước khi cưới năm 2019, trước khi cưới là mấy tháng trước á, là trước mấy ngày 30 tháng 4 á, mấy ngày á, thì em cái kiểu đó giống như là em thương quá rồi, em không có muốn giữ nữa. Thì em muốn coi không biết cái cô này á, cái tình cảm của cổ đối với mình như thế nào. Em mới thử gợi mở cổ coi làm sao. Thì em mới giả bộ em nói về một cái người nào đó đó, là em muốn gắn kết với cái người đó ở ngoài chỗ khác á, kiểu nó đại gì đúng không? Nó đại gì á. Cái gợi mở để coi cái suy nghĩ của cổ đối với mình là như thế nào. Là có ai ngờ tỏ tình mình luôn. Tỏ tình sao đâu nói bây giờ em nói cho anh nghe bây giờ bằng anh luôn
Chú hả? Chú cháu hả? Bây giờ chú cháu đi. Nói bây giờ chú 2 năm nữa mà chú có nhà Sài Gòn đi. Tụi mình sẽ là một cặp. Wow. Nghe lúc đó ủa sao quăng ngang. Như xét đánh ngang tay không biết phải thử sự thật không á. Cái em mới hỏi tiếp, em mới hỏi là ủa vậy là sao? Vậy là sao? Cặp là cặp gì? Cặp gì mới được chứ? Thì người yêu không biết không? Trời thấy không? Có tình ý với tôi lâu rồi. Thì ra là có tình ý với mình lâu rồi. Cái bắt đầu chú khoái quá chú. Gợi mở tiếp thì gợi em nói thì em gợi mở cho cổ nói tiếp. Cổ nói thì có thích rồi đi chơi với nhau. Đi còn chơi đâu? Với nhau. Đi đâu? Có đi không? Dạ đi chứ. Lễ đi liền. Lần đầu không, tiên cái đó là đi đâu? Cái đó là vô tình thôi. Vô tình đi chơi thôi. Ông tại trời sắp đặt rồi. Không, lần đó là lẽ ra là em về nhà ở dưới Đắk Lắk ấy. Số trời. Nhưng mà tại vì xong rồi bà chị dâu á kêu là để chị vô chơi. Mà đến gần ngày đó là chị lại báo là chị không vô chơi nữa. Cuối cùng em đâu có đặt xe về Đắk Lắk được đâu. Cuối cùng không có ai đi chơi, phải đi chơi với chú. Chú. Mà đi đâu? Miền Tây. Ở trên Đắk Lắk đâu biết miền Tây là giờ nào giờ đâu. Gài hàng liền. Đi về miền Tây. Mà Cần Thơ nữa, phải đi Cần Thơ. Em đẩy xuống Cần Thơ luôn. Bến Ninh Kiều. Lúc đó chưa đổi xưng hô đúng không? Dạ. Dạ chưa. Chưa luôn. Rồi bắt đầu chú cháu đi Cần Thơ. Chú cháu Cần Thơ. Rồi sao nè? Chú cháu Cần Thơ thì ở lại đêm rồi không? Rồi đêm chứ. Trời ơi. Trời ơi. Cần Thơ xa rồi đâu về được. Sao về được? Rồi sao hấp dẫn nha. Cái xong rồi em mới nhưng mà chưa chịu đi. Nói ở xuống dưới rồi qua đêm mà sao được. Mà em nói thì em mới dụ thôi thì mình thuê 2 phòng đi. Mình thuê 2 phòng đi cái bạn này cũng như tin em rồi. Đâu biết em quỷ ma đâu. Tin em trước đó là cũng như là tin tưởng lắm rồi. Cái đi theo em. Đi theo đi chơi cái xuống khách sạn. Khách sạn cái mướn mướn 2 phòng. Nhưng mà em fan với lại thằng Lễ Tân, ông Lễ Tân á là nói hết phòng rồi còn có 1 phòng. Chồng lấy 1 phòng lên phòng có 1 giường thôi, không có phòng 2 giường nữa, phòng giường. Cái xong mà em vô cái em dẫn cô vô nó thôi giờ hết phòng rồi, thôi bây giờ tối rồi có gì em ngủ trên giường đi, rồi xong rồi anh ngủ dưới đất. Nó nói cái xong rồi vô thấy cái mẹ kêu nói ủa ở này có 2 cái giường nè, thôi bây giờ tối chú nằm giường đó đi, cháu nằm giường này. Thì em mới bụm miệng em cười à, cổ chỉ cái ghế tình nhân á là cái giường đó đó. Nó nói tối ngủ giường này. Cái giường nghe xong, giường nghe xong thức trắng nguyên đêm luôn. Cái ghế đẹp quá. Nghĩa là em nói cho cổ biết cái ghế đó ý nghĩa của cái ghế đó, đúng không? Ý nghĩa cái ghế đó. Mẹ mắc cỡ mẹ qua đây ngồi đâu ngủ được đâu. Rồi nguyên đêm thì sao? Thức luôn. Hai đứa thức trắng luôn. Thức trắng luôn. Không làm ăn gì hết. Dạ. Thì nói chung thì em mới nói với cổ thôi bây giờ là em mới dụ đâu có chịu qua nằm chúng em đâu. Em mới dụ thôi bây giờ mình thương nhau đến già nha, mình thương nhau đến già rồi xong rồi mình thương nhau mà sống nha. Cái cổ gật đầu kiểu như em dụ em gẹo ngọt ngọt á. Cái lại nằm rồi xong rồi gạo nó ăn cơm. là đêm đó luôn hay là qua đêm sau? Ở có ngày tại vì làm nữa. Xong là luôn. Đêm đó luôn đúng không? Chị gì tới nó tới luôn. Cùng là hai đứa gạo nấu thành cơm ở đâu? Dạ, ở gạo trắng nước trong. Gạo trắng nước trong luôn. Là cái giường chọn luôn. Hay là cái giường em chọn? Dạ. Hai giường luôn. Hai giường mà, phòng hai giường mà. Ôi ai nói chứ cái đó em không thích nha. Cái giường đó em thấy nó khó làm sao. Có cấn đúng không? Đâu có làm gì được đâu, thật sự luôn á. Cái giường đó em nhìn trước nhìn sau em biết làm sao luôn á. Nhưng mà sao bé lại chọn cái giường đó? Yeah. Tại em không có biết cái giường đó. Tại cái giường nó đẹp hay là gì? Tại vì nhường cái giường đó cho anh Hoàng. Em cao cả mà em. Trời ơi, gọi là nhường cái giường tốt, giường em cho chú. Đưa cái giường kia. Cháu chấp nhận là ngủ giường kia. Không có em á. Cái đó gọi đúng chính xác là cái ghế em. Cái ghế. Vậy sao này biết, đúng lúa luôn. Hồi nào đó đâu biết, đâu có vô khách sạn nào đâu. Như vậy là sau đêm đó là đổi cách xưng hô luôn đúng không? Chứ sau đêm đó là giận em. Giận. Giận em hả? Cho đâu không có cho, nhưng mà do em năn nỉ quỷ quá. Quyệt à đúng em quỷ quyệt á đúng mình thương nhau tới già nghe em thương nhau tới già ra nha. Là giận luôn đó, giận nha. Cái mà... giận về đòi chia tay em luôn. Đòi chia tay em. Sao giận người ta vậy hả? Thiệt sao giận em gái. Sao giận ảnh vậy? Đâu cho đâu, kiểu như là
chưa có không có quen, với lại nghĩ thế này chắc là chỉ kiểu như qua đường thôi. Không tin được. Là cái miệng anh này miệng. Là người đầu tiên của em đúng không? Dạ. Đúng không? Để. Đó, cho nên là mình cũng hồi hộp, mình cũng lo đúng không? Dạ. Mình lo lỡ xong rồi nó quất ngựa truy phong đúng rồi chị. Sau đây bỏ mình chứ Cần Thơ luôn. Ừ, ừ. Đó rồi giận bao lâu? Giận lâu không? Giận thì giận có ngày thôi rồi bạn đó về Bình Dương. Em đi theo năn nỉ, em xuống dưới. Nghĩ làm sao trời nắng á, trời nắng chang chang á, vừa xuống mời mang bơ rồi, giống như muốn em mắc nghẹn hay gì, trả thù hay gì. Nhưng mà anh hỏi cái cảm giác của em nè. Dạ. Sau cái đêm đó thì trong lòng của em như thế nào vậy? Dạ. Tại vì cổ là người đầu tiên. Nếu... quên, em là người đầu tiên của cổ. Dạ. Nếu mà nói đi á, thật sự á, giống như theo kiểu giống như em suy nghĩ vậy nè. Giống như cái kiểu kiếp trước á, cô ấy còn mang nặng ân tình sâu nặng gì đó với mình. Cho nên cái kiếp này, cái lần đầu tiên của cổ á thì cổ gặp mình tự động cổ trao cho mình. Tại sao những người kia không trao mà vừa gặp mình cổ trao cho mình? Thì cái vấn đề đó thì em rất là em cảm thấy rất là trân trọng và biết ơn cái người con gái này của mình. Mà mình thấy mình phải có trách nhiệm nữa đúng không? Dạ, mà cũng có vui vẻ vậy đâu. Đâu vui vẻ đâu. Nói là hiểu liền luôn. Hồi hộp với lại biết sao không? Sao? Cái kiểu như không biết là do nông sâu gì hay sao á mà sao đèn dầu bị rách luôn. Là ông cũng không là sung sướng gì luôn á. Chắc ông cũng là lần đầu tiên luôn hả? Em không biết, không phải lần đầu tiên không, nhưng mà cái kiểu giống như kiểu chắc là giống như là cái người cái gái á, mới á, em biết em hiểu cái mũi khoan đó nó không có đủ công suất cái nó bị hư mũi khoan luôn đó luôn đúng không? Không biết nhà, chắc thôi sau đâu. Đó về chắc cũng mệt mỏi lắm đúng không? Mệt mỏi thân có vui vẻ gì đâu thiệt á con. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Dạ khoảng chắc phải 1-2 tháng sau á, tại lúc đó 30/4 với chị là đám cưới là 27/8 cũng nhanh rồi. 28/7 28/7 Nhưng mà gia đình hai bên là ok không? Dạ. Hình như là em đang có em bé phải không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Ủa vậy hả? Tội nghiệp quá. Dạ. Mấy tháng vậy? 6 tháng. Dạ em 6 tháng rồi ạ. Trai gái? Dạ bé trai. Đứa đầu hay là sao? Em. Dạ bé đầu ạ. À bé đầu luôn? Dạ. Wow, như vậy là hai đứa yêu nhau coi như là lấy nhau mấy năm thì mới có? 2 năm thả dính liền. Em ấy mà. Kế hoạch 2 năm. Kế hoạch 2 năm đúng không? Xong rồi gia đình khoái cháu quá. Để luôn khỏe dính liền tự hào hãnh diện liền. Em bé trai nữa lượng, vậy súng đạn chất lượng dạ. Bé trai liền vừa thả để cái dính dính liền bắn hay dính liền rồi nó nghe nè. Sau cái bữa đó là em bao lâu thì em mới cầu hôn với cô gái này? Có cầu hôn dạ thì nói chung là thấy mẹ đẹp quá thì mình nói chung cao thủ bằng tranh thủ mà phải thi hạ thủ di cường trước chứ. Mình năn nỉ liền, năn nỉ cưới liền. Năn nỉ cưới thì nói chung là giống như là cũng đồng ý á, thích mình á, như là muốn gắn kết với mình á. Đi. Ơn liền hả? Dạ. Trời ơi, người ta giận Tuần là tại vì người ta sợ đó, sợ là ông xong ông quất ngựa truy phong. Ai về ông không như vậy mà ông cầu hôn người ta là người ta nhận liền chứ mặc gì. Đúng không cưng? Nhưng mà cầu dạ. Cái là em đồng ý liền hả? Dạ chưa. Chưa nữa? Dạ. Chưa luôn. Tại lý vì do? Em kiểu như là sợ lấy chồng chưa có tự tin á. Lấy chồng vì bác sĩ bảo cưới hả? Muốn dạ, là vì sợ lấy chồng về rồi không có được sống như bình thường á, kiểu không được đi đâu đó chơi cái này kia nọ. Sợ có cái cuộc sống nó gò bó kiểu mẹ chồng nàng dâu á. Ta cũng sợ. Lo dạ. Con rồi tại sao em lại đồng ý chấp nhận làm vợ anh? Dạ tại vì thôi lỡ rồi bây giờ bị ấy rồi. Thương em à. Thương quá rồi. Dạ với lại hai bên cũng biết nữa. Mà lúc mà tự nhiên hai bên nhà biết rồi kêu cưới. Mà ba mấy rồi, ba em mấy chị, rồi. Em kể chuyện này nghe mắc cười lắm nè. Trời em xuống nhà lần đầu tiên đâu dẫn ai về nhà đâu hồi xưa đến giờ. Mà lúc em làm bạn em đòi về nhà chơi cũng không chịu luôn. Mà đến lúc mà cưới rồi dắt em về nhà. Trời ba mẹ mừng lắm luôn. Mừng lắm, em thấy sẵn lên. Lúc cưới còn mừng nữa. Sẵn lên. Giống như là dạ, được. Em thấy trời em thấy em có giá ghê. Sợ. Trời ơi mà thật sự là phải đâu, mẹ khó quá. Không có chịu, không chịu ai á. Cái lúc đó là 20+ chứ hả? Dạ 29. Trời ơi là coi như là nhà là 29 tuổi. Là sợ hủ mắm. Về. Mà thật sự giờ nói chung là mấy ông bà già xưa mình á thì sợ vậy thôi, chứ thật sự giờ thời buổi hiện đại phụ nữ giờ
lớn tuổi cũng đâu có gì đâu. Mà em bất ngờ không, 29 tuổi mà còn con gái Trinh Nguyên á. Thành ra là em bị vậy là đúng rồi, hiểu không? Giữ gìn lâu quá mà. Tranh thủ liền chứ. Dạ, tranh thủ mà nhìn nó cực. Nhìn bà dạy vợ dễ thương lắm luôn á, trời ơi, sẵn. Nhìn thấy cưng lắm. Cảm ơn bà dạy vợ không? Cảm ơn bà dạy vợ. Dạ, nói chung là hôm nay có được dịp con lên chương trình này thì con cũng cảm ơn ba mẹ với anh chị em của vợ con là những người rất là tuyệt vời mới sinh ra với lại nuôi dưỡng cho người vợ con ngày hôm nay là một người con gái cực kỳ tử tế, đoan trang, hiền lành. Hay là vợ con. Rồi mời ngồi xuống. Rồi bây giờ đến phần thứ hai luôn nè. Đó. Thứ hai đi chị à. Thứ hai luôn. Nói thẳng mặt nhau đi. Khóc xấu. Giờ phần thứ hai nè, đó lấy nhau được hơn 2 năm rồi ha. Đúng không? Hơn 2 năm, 2 năm 6 tháng chứ. Hơn á, đúng không? Kiểu là 2 năm xong rồi thả là dính liền à. Gần năm hả? Gần 2 năm ha, gần 2 năm. Tháng 7 này mới tới 2 năm á chị. Sao biểu là lấy nhau cử 2 năm rồi thả ra là dính liền. Cử năm mấy hả? Năm mấy thôi. Năm mấy em nhớ lộn, em nhớ lộn á. Rồi sao? Về nhà rồi anh này anh có tật xấu gì không? Dạ trước khi cưới á, đi chơi á, em thấy cũng đàng hoàng. Nói chung là lúc đầu á, bạn bè á, đi chơi thì có cảm tình. Tại vì thấy đi chơi mà ví dụ như chỗ nào dơ đi công viên chẳng hạn, mà mấy người bỏ mấy cái đồ dơ lại đó thì ông cũng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng này kia, cũng để ý người này người kia rất quan tâm. Cái thứ gì môi trường dạ, đó ông cũng quan tâm. Chị cũng hái mấy người giống vậy lắm. Dạ. Xong rồi lấy về. Thấy cũng quan tâm mọi người xung quanh. Cái xong lấy về thấy bất ngờ hơn là ông chăm sóc vợ tốt hơn. Nói chung là mọi thứ trong nhà là chỉnh chu lắm. Chỉ có em làm bay mưa ra thôi. Thôi bây giờ chúng ta kể về tật xấu chứ không phải là khoe về những cái tính tốt của trên đời này nha. Trời một người đàn ông hoàn hảo nghe. Tật xấu lắm, không có kể được. Trên đời này không ai mà không có tật xấu. Đúng rồi, có tật xấu chứ. Đâu tật gì đâu. Dạ, ngủ thì kéo gỗ. Nó em thì cái tính cũng khó ngủ. Kéo gỗ mà em đẩy ra, em đẩy ra ngoài xong rồi rồi chút xíu nữa cũng sắp xếp lại xong rồi ghé bên tay kéo gỗ vậy đó. Dạ. Rồi xong tiếp theo á là đi chơi với bạn đó chị. Là có cái ông bạn mà hồi xưa cũng đi chơi chung với em với ổng. Cái hai người cứ thủ thiện nói xấu vợ không? Mà em không biết em có cái gì xấu mà hai người cứ đá mắt với nhau vậy đó. Nói xấu vợ. Là nói xấu em, ông kia có vợ chưa? Dạ chưa. Em chưa có vợ. Vậy dạ, là chỉ có nói xấu một bà vợ thôi. Rồi, có chừng ổng là trà xanh em, đó. Đúng rồi, em còn là trà xanh. Em còn nghĩ để cái tay tôi nè, để cái tay tôi nè. Đúng rồi chị. Chia rẽ đó, hiểu không? Hiền trả nhảy vô đó. Không, tại vì chơi với nhau mấy năm rồi. Ông này nè, chơi với nhau mấy năm rồi em bảo, ủa, cuối cùng là hai ông có BD không? Em hỏi thẳng luôn. Hỏi thẳng. Em người tạt nước sôi em luôn. Ủa, hai ông BD hay sao mà suốt ngày nó lén vậy? Dạ. Coi như là dính chặt nhau mà lại nói xấu tôi. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi lần mà em đi chơi chung, lúc lấy nhau rồi đi chơi chung có vẻ không thích đâu, không thích lắm. Không thích. Là ổng không thích lắm đúng không? Đúng rồi. Rồi là y thị rồi. Là... Đó. Nhưng mà nó nghe nè, em có bao giờ em nghe cái câu chuyện của hai người này nói về vấn đề gì không? Không nghe được luôn á, không nghe được luôn. Bây giờ hỏi thẳng nè. Hai anh em bạn trai nói với nhau gì? Đó, nói gì mà lén la lén lút mà liếc qua liếc lại. Em á, hồi xưa lúc mà chưa quen á, đi chơi chung á là em thích hỏi về mấy cái vấn đề mà cái tình cảm của cái người đó lắm, để cái người đó tâm sự đó. Em thích hỏi về những cái vấn đề bạn trai của cổ làm sao á, ví dụ cổ có chuyện buồn hay gì á, cổ nói chuyện với mình để cũng như chút hết cái gánh nặng buồn phiền gì đó. Thì em có một bạn đó, hai đứa thì cũng thấy thích nhỏ này, mà cái mặt của nó lúc mà nó bực lên nhìn nó thấy cưng lắm, cho nên ghẹo cho nó chọc nó bực hoài. Đó, giả bộ nó nói nó nhỏ vậy đó, đưa cái tay vậy, đưa cái miệng vậy, mà thật sự nó đâu nói gì đâu. Đó, cái ghẹo về cái vấn đề người bạn trai đó đó. Cái bạn kia cũng cũng thừa nhận là vợ em xinh đúng không? Dạ. Vậy là coi chừng ông này ông trà xanh cả hai luôn. Không, bả thì bả không có thích đó, bả không có thích đó. Mình nhắc về cái người đó hoài. Em không hiểu sao nữa. Thì mình cứ sợ ghẹo em đó. Sợ mất em chứ bạn trai không em. Không phải, tại vì nói xấu nhiều quá, nó nói mà em không biết cái nội dung của là gì. Chỉ biết là cứ chỉ vào là em. Chọc em đó. Đúng. Nãy em nghe nói chọc hả? Chọc em. Đó. Tức là nói mỗi lần cái mặt em mà giận là mặt em rất là dễ thương. Thành ra là hai ông mùa nhau á để cho cái mặt em gọ xuống á, để nhìn cho đã, hiểu không? Như vậy hiểu là chưa? Phải coi lại cái anh kia nha.
Anh kia là có chuyện là thích chồng hay thích vợ nghe. Mày tâm lý ghê luôn. Mà nhiều khi á, tại vì anh kia anh khoái cái kiểu mà tâm lý luôn á. Cái kiểu mà khoái nói chuyện mà em nói cái mỏ em á, cái hơi của em phà vô cái lỗ tai vô cái gáy của anh. Đúng không? Là em lại đang phân tích vấn đề trà xanh đàn ông à. Thì là đang phân tích cái vấn đề trà xanh là phụ nữ đó em. Trời ơi, vậy đó hả? Ừ. Thôi nữa tại chưa quen ai mà. Bên kia chưa có bạn gái luôn. Thôi nói chung là mai mốt rồi đừng nói nhỏ nữa. Em không kiếm bạn gái cho giùm cho cái anh đó. Em kiếm hoài á chứ. Mà giống như không hợp á. Trời, em kiếm mấy đứa cho nó rồi. Bạn mấy đứa bạn gái nó quen là em làm mai không vậy đó hả? Em cũng muốn. Mà không có, cuối cùng cũng không có thành. Không có đi đến đâu luôn. Em nói nặng bóng vía mà. Nhiều khi cái vía nó nhẹ quá em ơi. Cái vía nhẹ mới có dính. Vía nhẹ. Vía nhẹ múa dông múa gì đó không à. Dạ. Không có dính nha. Dạ. Rồi bây giờ thêm cái tật xấu nè. Còn tật xấu gì nữa không nè? Dạ. Mấy ông tài xế mà ông dẻo miệng lắm đó. Đúng rồi. Có hay thả thính tầm bậy bạ không? Dạ. Rồi chị gợi mở đúng luôn, đúng tâm lý. Em thấy lướt Facebook hoài à. Em thấy hay like hình mấy nhỏ đẹp đẹp á. Là dạo đúng không? Đúng rồi chị. Mà em mà phụ nữ mà thấy người ta đẹp hơn mình á, mà like là không thích rồi. Có chuyện đúng không? Còn mấy bạn á, có nhắn tin này anh đẹp trai này kia nọ đó, chị không ghen sao được. Trời ơi, vậy đó hả? Nhắn tin vô inbox hay là trong cái trang trong comment. Cảm ơn em đã khen chồng chị. Cảm ơn đúng rồi, comment nè. Cái gì em còn chị nhớ là mai mốt khi nào em thấy mấy cái like đó đó, em cứ lấy hình của em với ảnh chụp chúng nhau nè, xong em bỏ vô cái đường like đó luôn. Comment luôn. Cảm ơn em đã khen chồng chị đẹp trai, chị vô cùng hãnh diện. Đó là tự động bạn kia unfan không hay đúng rồi, mà chụp cặp vậy đó, hiểu không? Đó mà mình cảm thấy còn nhiều lắm. Cái mạch nước luôn ạ. Xong rồi. Còn gọi điện người yêu, còn gọi điện vô Facebook nữa. Vậy á. Hỏi ủa ai vậy không nghe máy đi. Kêu nhỏ đó hồi xưa quen á, nó bỏ chồng rồi. Hồi xưa nó không thích anh. Ủa trời, bây giờ mà nghe điện thoại là nói với nhau cả tiếng đồng hồ. Ủa em giật mình luôn á. Rồi. Là nghe lại cái điện thoại của cái người xưa đó hả? Ý là gọi Facebook á. Không, cái đó là không được đó. Cái đó là khó chịu lắm. Cái đó là cái xong rồi em kêu nghe đi, nghe coi người ta nói cái bạn gì. Bạn không được. Không. Né không đi hả chị? Cái đó không còn là bạn nữa rồi. Mình né hả chị? Né đi. Né đi, nhất là vợ mình đang bầu bì vậy mình né đi. Cái đúng đó là rồi. Cái đó cũng lâu rồi. Cái đó là lâu rồi. Không, nhưng mà qua cái đó để rút kinh nghiệm những cái tiếp theo. Dạ. Bây giờ còn không? Dạ bây giờ nói chung là cái vấn đề mà bạn gái comment hay là gọi điện là hình như là không có, không biết ở sau lưng có gọi không à. Đâu có gọi đâu, người ta thiệt tình lắm. Dạ, rồi gì còn tật xấu gì nữa không? Lướt Facebook nhiều nè, rồi cái gì ta? Có hay khen gái đẹp là đúng giờ rồi, đúng giờ rồi. Đi ra ngoài đường cái miệng nó dẻo quẹo à. Gặp ai mà bạn cũ hay là gặp con gái á. Ôi sao này đẹp quá vậy? Da đẹp bị lên da đẹp ha. Nó càng lớn càng đẹp ha, này kia nọ, em khó chịu lắm. Khen trước mặt em vậy luôn. Nhưng xã giàu ơi. Nhưng mà có hay khen dở không? Dạ. Dạ khen thì có khen thôi nhưng mà em vẫn không cam tâm. Chỉ khen một mình em thôi thì được, đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Rồi chút nữa thôi không, sẵn. Thực ra mà nói là khen trước mặt em thì lại là gọi là sao ta? Vô hại, không thực sự. Cái đó ha, nhưng mà nói chuyện điện thoại Facebook với người yêu cũ là không nên. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề khen những người phụ nữ mà trước mặt của vợ mình á, khi có mình á thì là vô hại. Nhưng là luôn luôn phải thòn câu nè. Dạ. Ví dụ nha. Chà. Ôi dạo này lâu quá không gặp, đẹp gái ghê á. Ha, càng ngày càng trổ mã nha, giống y như vợ tôi á, càng ngày nó càng đẹp. Ví dụ vậy. Đấy, cái đó nhẹ nhàng hơn là khác liền. Cục diện thay đổi liền hiểu không? Tâm lý tâm lý. Đừng nói trà, hôm nay gặp lại đẹp quá, đẹp hơn vợ tôi nữa. Chỗ trà ăn mà chả chổi trà đơm tới tóc luôn. Chả lau nhồi đúng không? Dạ rồi, chổi lên nè. Đó. Rồi. Còn gì nữa không nè? Chắc hết rồi. Cái đó là hết rồi. Chị bị dính mấy cái nhẹ nhàng thôi, cái đó nhẹ nhàng, tật xấu hoàn hảo quá. Người đàn ông hoàn hảo quá. Rồi bây giờ tới em nè, đó. Bây giờ vợ em sao? Có tật xấu gì không? Nếu mà thật sự mà nói thì tật xấu của vợ em thì em nghĩ là cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo. Em không thấy tật xấu gì. Nhưng mà có kể chuyện đánh rắm không nhỉ? Cái đó không xấu, cái đó là tật của người ta. Tiêu hóa tốt. Vẫn nhiều lắm em ơi. Mà tế nhị lắm nha. Em có xem trình vợ chồng son, em thấy là nhiều cặp lắm. Dạ, mà không sao? Có nghe tiếng, chỉ nghe mùi thôi. Trời ơi. Có nghĩa là lép, đúng không? Lép. Lép nhưng mà cái sức công phá nó quá quá lớn. Quá cao luôn.
Em còn phải sợ nữa mà, em làm đâu lại đâu. Em là cũng chúa trẻ, chúa chùm luôn á, cái chủ luôn. Làm không lại luôn. Làm một cái. À, cái đó cũng chưa gọi là thật xấu. Thật xấu. Ê, cô này có cái tính là hay kiểu là hơi hờn mát thôi. Ừ. Hay hờn mát hỏi chút khóc. Hỏi chút đó, là khóc lắm. Tại vì khen đó. Khen phụ nữ đẹp trước mắt. Dạ, cũng giống giống vậy. Lòng. Cho nên sau này là khen mà phải thọn liền cái câu kia. Nhớ chưa? Nhớ nha. Dạ. Chút tập lại đi nha. Rồi. Còn gì nữa không? Có hay cằm ràm, có hay cằn nhằn là em có khi em đi xa này nọ được không? Dạ thì cái cô này cổ thì em thấy cổ hay ghen, với lại cổ cũng cái kiểu giống như là quen nhau mà cũng như là thương nhau mà ràng buộc mình quá, cũng như mình mất, mình cảm thấy á, mình cảm thấy ở thời điểm đó đó, mình cảm thấy là mình và người chồng mình mất tự do. Ừ. Nhưng mà đến khi mình nghĩ lại á thì á, ở nhà chơi giờ cũng vui, tại vì á mình đi chơi với bạn hay với lại mấy người ngoài đường á, thì nói chung thì em cũng may mắn gặp tất cả những người bạn của em á đều là những người bạn tốt. Nhưng mà đến khi mình gặp nạn á, thì nói chung người ta cũng hỏi thăm một vài câu thôi, đúng không? Cuối cùng thì cũng vẫn là vợ mình, cha mẹ mình, bên cạnh mình, vợ mình, cha mẹ. Thì đó. Mấy ông đàn ông là vậy đó, lúc mà khỏe mạnh á thì bè bạn nhiều lắm, đâu có chuyện gì chỉ có ông vợ già cái bên thôi chị... Thì đó, mình mới thương vợ thì có. Chính xác. Trời, em nói anh nghe, cũng vì em cái tính đó mình lúc mà mình mới lấy về mình chưa hiểu cổ á đó, cổ hay khóc ở mình mà mình hay khóc mà mình đâu có quen đâu, mình chưa biết, mình cảm thấy sao khó chịu á. Ừ. Mình cũng xém chia tay mấy lần là vì cái tật khóc đó thôi đó. Nhưng mà cái tật hay hồi giận đó hơn á, hồi đó lúc mới cưới về cổ mỗi lần cổ khóc như vậy á thì là em thể hiện như thế nào, em phản ứng thì sao? Mới đầu thì em dỗ không được, chút em bực em đòi bỏ đi. Ừ. em bỏ đi có lần em bỏ đi cả một đêm luôn á. Em nghĩ là em đúng thôi, bây giờ mình bỏ luôn đi, mình bỏ mình làm lại từ đầu, mình nghĩ là mình đúng. Nhưng mà sau đó cái qua ngày mai em về á thì cổ mới tâm sự lại với mình á, là đêm qua em giận với anh, cái xong rồi cái anh hỏi em không trả lời, có nghĩa là không phải là em không trả lời anh hay là em khinh thường anh hay em bực anh, mà lúc đó là tại em đang sợ tại vì em đi ngoài đường em gặp cái thằng trai biến thái kia, chả cứ theo em hoài, em cứ đâm đầu em chạy cái hỏi á, cái tự nhiên người ta kêu ơi, thì ở đây cái chiếc xe tải nó cũng vừa nghe vừa thắng ngay em luôn á, nếu mà không nghe người ta kêu là xe tải nó hốt em mà. Cho nên em sợ lắm, em sợ xe ít mà em sợ biến thái đó nhiều, rồi lúc đó tự nhiên cái em có lỗi hối hận đấy. Bởi vì mai mốt chị nói em nè, vợ nó ghen là cũng có lý do, không phải tự nhiên nó ghen, đâu có ai khùng mà tự nhiên đi ghen, đúng không? Thứ nhất là em là thuộc loại đàn ông đẹp trai, đúng không? Thứ hai, cái công việc của em là công việc mà nó cũng phải phóng khoáng về mặt thời gian nữa. Rồi đúng không? Chứ em đi làm vợ đâu đi theo được, đúng không? Đã vậy là còn có cái tật mà thích khen phụ nữ khác, thả thính đồ này kia nọ các thứ, là nó ghen là đúng rồi. Nhưng mà nhớ lời chị dặn, mai mốt cứ em nói, trời da trong này đẹp dữ vậy, trời ơi nè, giống vợ tôi nè, da càng ngày càng đẹp, không biết sao mấy bà giờ xài gì đẹp vậy, ví dụ vậy, lúc nào phải khen vợ nữa. Đó. Nghe không? Nghe. Yeah. Tâm lý đúng không? Tâm lý nha, tâm dạ. lý nha. Rồi giờ hai đứa mong muốn thay đổi cái gì ở nhau nè? Mong muốn gì? Hình như em hả? Hài lòng lắm. Em thì muốn anh bớt lướt Facebook lại đi. Ừ. Quan tâm vợ nhiều hơn chút nữa. Ừ. Đó, với lại bớt đi với bạn mà nói xấu nhỏ đó. Em không thích. Rồi mong muốn chính xác. Em đâu có gì biết. Rồi cách xa nhau như là một sải tay. Ủa, em ngồi bên này nè, em ngồi hai người ngồi bên này nè. Yeah, người hai người đó có khi ngồi gần nhau luôn á chị, xong rồi vậy đó. Tại vì thật ra là chọc em. Yeah, nhưng bản mà chất của câu chuyện là chọc em. Vấn đề là lúc đó em đâu có biết là chọc em thì vấn đề gì đâu. Giận luôn á, giận á, định là xóa Facebook của em á, mỗi lần giận là mỗi lần xóa Facebook, mỗi lần giận cũng tự kết bạn lại. giống như em suy nghĩ không biết phải là càng ghét nhau tự nhiên càng nhớ về nhau, không biết phải không, không lý không? Rồi thôi bây giờ nè, mong muốn đó coi như là mong muốn đó là hợp lý, đừng có nói nhỏ nữa mà. Tôi cũng mong muốn cái điều đó nữa. Hai thằng đàn ông mà suốt ngày cứ nói nhỏ nhau kỳ lắm. Đúng rồi, thấy không? Rồi bớt lướt Facebook lại. Bây giờ tới em muốn vợ mình thay đổi điều gì hả? Em hả? Em muốn vợ em mà bớt khóc đi một chút. Tại khóc nhiều khi mốt tâm lý cũng như cái kiểu như là buồn phiền á, dễ sinh bệnh. Rồi và nhất là trong cái giai đoạn này nữa, đừng bao giờ làm cho mỗi lần khó khóc là khó thở. Em mà để cho vợ khóc hoài, mai mốt con ra khóc hoài
Đúng vợ rồi. Mà quạo mai mốt đẻ con ra mặt quạo đeo, nhiều khi nhóc nó còn ghét mình luôn. Thôi giờ chồng bà cười đi đó, nghe. Cho nên với là em cũng vậy, đừng đừng bớt ủy mị đi mốt. Bây giờ mình phải làm mẹ rồi, đúng rồi, làm vợ rồi, bây giờ phải làm mẹ rồi, cho nên mình phải là cái chỗ dựa vững chắc cho con của mình, hiểu không? Mình là người đàn ông quyền lực trong mình, phải thể hiện mình là người đàn bà quyền lực ở trong gia đình mình đó. Ừ, tiếng trước tiếng sau cho ăn bập tay liền. Có một cái nguyên lý mà rất đúng và rất chính xác: cha đẹp mẹ đẹp thì chắc chắn không thể nào đẻ con xấu. Cha vui mẹ vui thì chắc chắn đẻ con nó sẽ vui. Cho nên anh hy vọng hai vợ chồng em mỗi ngày đều có một những cái niềm vui tiếp nối để mà chuẩn bị chào đón một em bé ra đời. Và nó cũng sẽ vui và đẹp giống như cha mẹ của nó. Rồi. Cảm ơn hai đứa he.